Thưa quý vị, nền kinh tế Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn. Đà Nẵng cũng đối mặt với không ít thách thức khi tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt 2,83%, thấp hơn rất nhiều so với mức tăng 12,8% của cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn bình quân cả nước. Đặc biệt, trong 9 tháng qua, Đà Nẵng đã có hơn 10% số lượng doanh nghiệp không cầm cự nổi phải rời thương trường. Trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, hơn bao giờ hết, chính quyền thành phố càng phải thấu hiểu, hỗ trợ, tiếp sức cho doanh nghiệp. Và ngược lại, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng cũng cần có sự sẻ chia, đồng hành cùng thành phố. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân 13 tháng 10. Đà Nẵng hiện có 38.700 doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp. Thế nhưng trong 9 tháng qua, đã có 3.460 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 477 doanh nghiệp giải thể, chiếm hơn 10% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Tình trạng thiếu đơn hàng, giảm giờ làm diễn ra ở nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực dệt may, da giày, thủy sản, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, chế biến chế tạo. Điều này cho thấy cộng đồng doanh nghiệp đã và đang gặp rất nhiều khó khăn. Kể từ đó, thu ngân sách của thành phố gặp khó, mới đạt 64,2% dự toán năm. Ai cũng biết là năm nay là khủng hoảng kinh tế, cả nước khó khăn chứ không riêng Đà Nẵng. Tuy nhiên Đà Nẵng thì cái sức cầu rất là yếu. Chúng ta tăng trưởng đâu đó 9 tháng đầu năm chỉ khoảng 2,8%. Ngoại trừ ngành dịch vụ du lịch thì nó còn giữ được phong độ. Trong khi đó thì ngành sản xuất, công nghiệp, xây dựng và sức mua đều giảm sút hết. Qua tìm hiểu, khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay là đầu ra. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng qua giảm hơn 11% do nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng tại các thị trường lớn giảm. Thị trường bất động sản chưa hồi phục, doanh nghiệp khó hấp thụ vốn. Theo nhiều doanh nghiệp, sau 2 năm cầm cự với dịch COVID-19, sức khỏe doanh nghiệp bị hao mòn. Sau đó, lại trải qua gần 1 năm lãi suất vốn vay ngân hàng tăng cao, khiến doanh nghiệp chơi với. Nay lãi suất giảm thì thị trường tiêu thụ bị thu hẹp. Khó khăn kéo dài khiến doanh nghiệp thực sự đuối sức. Đây là thời điểm doanh nghiệp rất cần có thêm các chính sách hỗ trợ mang tính vĩ mô của chính phủ và kỳ vọng nhiều hơn vào sự đồng hành tiếp sức của chính quyền địa phương. Trong cái bối cảnh mà khá là khó khăn hiện nay do các cái tác động của tình hình thế giới và vĩ mô, thì cái việc đồng hành của chính quyền thành phố đối với cái cộng đồng doanh nghiệp là rất là quan trọng, rất là có ý nghĩa. Bởi vì trước tiên là nó có thể là một cái động lực giúp cho các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực để vượt qua khó khăn và cùng đóng góp để duy trì và khơi thông các nguồn lực của thành phố để tiếp tục phát triển. Tại hội nghị gặp gỡ đối thoại doanh nghiệp do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức ngày 11 tháng 10 vừa qua, lãnh đạo thành phố đã lắng nghe rất nhiều tâm tư, kiến nghị của doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp mong muốn chính quyền thành phố kịp thời điều chỉnh, bổ sung các cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn, nhanh chóng tháo gỡ các vướng mắc kiến nghị của doanh nghiệp, tháo gỡ tiếp cận vốn, giảm tiền thuê đất, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh việc xây dựng các khu cụm công nghiệp mới để bố trí đất cho doanh nghiệp. Lãnh đạo thành phố cũng đã cam kết sẽ từng bước giải quyết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Những vấn đề vượt thẩm quyền, thành phố sẽ kiến nghị Trung ương giải quyết. Thành phố cũng đã thành lập các tổ công tác rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án bất động sản và sắp đến sẽ tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về giá thuê đất. Thì tôi mong là việc đưa ra chính sách thì cần có một cái ban, một cái bộ phận để chúng ta đo được cái định lượng là đã đến được doanh nghiệp cảm nhận như thế nào. Đấy là một câu chuyện, còn quan trọng hơn là chúng ta đưa ra chính sách. Chính vì vậy mà tôi mong là cơ quan ban ngành của thành phố tập trung vào những cái chính sách cụ thể đo ra để chúng tôi đảm bảo được rằng là từ khi ban hành đến khi nhận được nhanh nhất có thể. Dự báo trong 3 tháng cuối năm 2023, kinh tế thành phố sẽ tiếp tục gặp khó khăn do chuỗi cung ứng tiếp tục bị đứt gãy, số lượng đơn hàng mới tiếp tục giảm, thu nhập người dân giảm sẽ tác động nhiều đến các lĩnh vực dịch vụ tiêu dùng. Cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng vẫn còn nhiều thách thức phía trước để vượt qua giai đoạn cam go này, đòi hỏi bản lĩnh sức chống chịu và nỗ lực tự thân của mỗi doanh nghiệp và các chính sách hỗ trợ kịp thời từ Trung ương và chính quyền thành phố Đà Nẵng.